Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Trang Lê Food. Anh xã tặng cho mình cái máy vừa hút bụi vừa lau nhà, xài quá ok nên review chia sẻ cho chị em mình cùng sướng chung nha. Nói thiệt chứ tôi là xài xong mê tích thò lò luôn đó nha. Không xạo đâu, giờ mà anh chồng ảnh giận, ảnh đi mang theo cái con robot thì là tôi phải chạy theo năn nỉ là anh ơi anh đi đâu thì đi, để lại con robot cho em là được. Haha, nói vậy thôi chứ chồng tôi ổng có giận ổng cũng không có bao giờ đi đâu hết trơn á. Trước đó vào một ngày đẹp trời, anh xã anh nói đặt cái máy hút bụi lau nhà tặng cho em rồi đó. Anh ít ở nhà thấy em làm việc một mình cực quá. Mình cũng xong rồi hỏi bao nhiêu vậy anh. Ổng trả lời 19 triệu đó em. Trời ơi nghe xong muốn xỉu. Mà ủa anh mua chi mắc dữ vậy? Em thấy người ta bán có 5-6 triệu à mà. Ổng trả lời anh mua cái VIP cho em luôn đó. Nó vừa hút bụi vừa lau nhà. Lau xong là chạy về giặt chứ không phải là nó la lớp một cái dẻ đầy nhà đâu em. Nghe xong thì cũng tiếc tiền mà thôi cũng phái phái. Rồi thì giao hàng giao đến, mình nói là em có biết gì đâu, anh ra nhận hàng rồi trả tiền đi anh. Xong ảnh ra nhận hàng kiểm tra xem có bể gì không, rồi thì trả phần tiền còn lại ha. Do khi mua là mình phải cọc trước 500k đó mọi người, vì để tránh bom hàng ha. Mà nếu bom hàng thiệt thì coi như 500k đó là tiền công giao hàng của người ta nha. Trong thùng thì bao gồm có con robot nè, cái đốc sạc và phụ kiện kèm theo. Rồi đó, hết rồi đó ha. Đầu tiên thì các bạn phải gắn phụ kiện vào ha, bao gồm có hai dẻ lau và một cái chổi nha. Còn cái thùng này là bên dưới là đốc sạc pin nha, bên trên là hai thùng đựng nước, màu đen là đựng nước dơ, còn màu xanh là đựng nước sạch ha. Mình mở bên trên robot ra thì cái chỗ này là chỗ chứa rác nhé. Sau khi mà nghiên cứu ẻm xong xuôi thì các bạn cắm điện vào ha. Các bạn muốn để đâu thì để, miễn là ở gần chỗ cắm điện là được. Do là em ấy có dây chứ không phải sạc không dây đâu nha. Còn mình thì để ở ổ điện trên tường giữa nhà luôn ha. Để sử dụng được robot thì các bạn phải cài đặt phần mềm My Home, sau đó thì kích hoạt robot nha. Điều đầu tiên mà sau khi robot được kích hoạt là em ấy sẽ chạy vòng quanh nhà và để vẽ sơ đồ cho cái nhà của bạn. Và sau khi vẽ xong rồi thì em ấy sẽ trở về cái đốc sạc và đợi lệnh lau nhà ha. Thùng xanh này thì các bạn để nước sạch vô nha, cho nước sạch đến vạch mắt thì các bạn tắt. Thùng đen thì đựng nước dơ, mình để trống ha. Nước lau nhà thì khi mua họ sẽ tặng kèm một chai, đằng sau để có hướng dẫn sử dụng luôn. Nói chung là cho một nắp vào là được đó các bạn, sau đó thì các bạn khuấy đều lên ha. Mình thì lâu lâu mới cho một lần, còn bình thường thì mình lau bằng nước sạch là được rồi ha. Rồi thì mang hai thùng nước cho vào đốc sạc ha. Các bạn cứ yên tâm là không thể nào nhầm lẫn bên được đâu ha, do là có khuôn hết, không khớp là không bao giờ cho vào được đâu ha. Xong hết rồi thì các bạn lấy điện thoại ra nha, vào My Home tìm Brimbot W10. Các bạn có thể bấm bắt đầu để lau hoặc là chọn nhiều thao tác hơn rồi bấm play cũng được luôn ha. Vô đây thì đầy đủ thông tin luôn, hiện ra sơ đồ robot quét cho cái nhà của mình bên trên này các bạn. Các bạn bấm vô góc phải bên trên ha, vô quét dọn theo lịch trình. Các bạn có thể cài đặt là lau một lần giờ đó, hoặc là cài đặt giờ cố định, nghĩa là hàng ngày cứ tới giờ đó là robot sẽ tự động lau nhà. Và muốn cài đặt thêm giờ lau thì các bạn vô góc phải ở dấu cộng bên dưới này ha. Rồi thì mình quay ra chế độ làm sạch nha các bạn, hiện ra là chế độ quét dọn, lau hoặc hút, hoặc là vừa lau vừa hút. Lực hút thì mình chọn mạnh chứ không chọn tăng áp, vì hút mạnh quá thì sẽ hơi ồn. Cuối cùng là độ ẩm của dẻ lau, có khô, ẩm và ướt, thích gì thì các bạn chọn nấy nha. Chọn xong thì mình trở ra, vô cài đặt tự làm sạch. Nếu như ngày nào các bạn cũng lau nhà thì chọn 10m² là được rồi ha. Nghĩa là robot sẽ tự đo cứ 10m² thì sẽ quay về giặt giẻ một lần. Còn khu vực đơn lẻ này, nghĩa là robot sẽ lau xong hết khu vực đó rồi thì mới quay về giặt giẻ một lần. Và giờ thì mình sẽ ví dụ nè ha, bây giờ là 16:09 ha. Mình sẽ cài đặt là lau một lần lúc 16:10. Chọn xong giờ thì các bạn xác nhận và nhắm vào dấu tích phía trên ha. Xong thì các bạn ra ngoài đợi nè ha. Rồi robot quay như vậy là đang hoạt động nha các bạn. Nếu mà muốn ngưng thì các bạn bấm pause ha. Lúc này là bạn ấy báo là đang giặt giẻ rồi nè. Giặt xong thì các bạn ấy sẽ xả nước rồi vắt giẻ lau, sau đó thì sẽ ra khỏi nhà và làm nhiệm vụ ha.
Mới đầu thì em ấy giống như kiểu là các bạn vào nhà bạn của các bạn chơi lần đầu vậy đó. Sau đó thì mắc toilet và đi kiếm một hồi thì mới tìm ra chỗ vậy đó. Thì em ấy cũng giống vậy luôn nha, đi tùm lum để kiếm hết trơn á. Ôi trời, tôi ví dụ một hồi sao nó thấy ghê quá. Bạn ấy thì lau theo kiểu như là đi hết đường biên, rồi thì sẽ tới đường ngang. Đó, giờ là lau tới đường ngang rồi nè. Cả nhà nhìn nhà em nha, vết xe dơ òm luôn nè. Các bạn cùng đợi coi coi bạn ấy có làm được gì không nha. Bạn ấy thì lau qua tới biên rồi sẽ lau lại, chổi thì quét vô hút, sau thì có vẻ lau xoay chà vậy đó cả nhà thấy không? Tính năng này cũng hay này các bạn, là bạn ấy lau quanh chân trống được luôn ha. Rồi thì bạn ấy lau tới đây rồi nè, sạch hết thấy đường xe luôn rồi các bạn thấy không? Ừ thì cũng được được ha. Bạn ấy khi mà lau xong hết 10 mét vuông rồi thì sẽ quay về đốc sạc để giặt giẻ một lần nha. Giặt giẻ xong chạy ra thì đứng nhớ lại xem là mình là lau tới đâu rồi ta. Rồi thì chạy tới đó lau tiếp nè. Chưa tin tưởng lắm, thử coi võ công cao tới đâu ha. Nguyên một cục đất mới lấy ở đằng sau vô này các bạn. Mình trét tè le ra nhà để coi sao ha. Mở con mắt to lên, nhìn. Trời, công nhận sạch thiệt đó mọi người. Tại hạ bái phục bái phục. Đã võ công cao cường rồi mà còn có thần công hộ thể nữa thì lợi hại lắm nha. Cái rãnh này mà đi qua đi lại là sạch trơn luôn. Đây nữa nha, chỉ cần cái gầm mà cao hơn em ấy là em ấy chui được hết luôn. Hút sạch sẽ nha. Đang lâu mà em ấy báo hết nước thì phải làm sao, phải làm sao. Thì thêm nước chứ sao giờ trời. Thêm nước vào thì các bạn phải nhớ bỏ thùng nước dơ luôn nha. Lúc mình lấy thùng nước ra thì máy sẽ tự động dừng. Nên khi các bạn thay nước xong thì phải nhấn nút play thì máy mới hoạt động trở lại nha. Nói chung là máy sẽ báo cho mình nếu như gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe nha. Ví dụ như là thùng rác đầy cũng vậy luôn nè. Và khi máy đã báo rồi thì các bạn phải đi làm liền nha. Đừng có giả bộ không nghe nha. Không nghe thì hư, máy sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha. Do là đã báo rồi đó.
Và cuối cùng là khi mà đốc sạc quá dơ thì phải làm sao mà lấy ra được. Dễ ẹt luôn nha, chỉ cần các bạn ấn mở khóa hai bên rồi kéo ra thôi. Nhìn dơ chưa kìa, đó mới thấy là cái máy nó gánh còng lưng cho mình chứ bộ. Giờ thì mang đi rửa sạch rồi thì mang vô ráp lại nha. Mình thì sử dụng cái cọ này để rửa ha, do là kiếm hoài không ra cái chổi phụ kiện. Sạch trơn rồi thì các bạn gắn vào là xong nha. Nói chung là không cực đâu cả nhà, lâu lâu mới phải chà cái này thôi ha. Và đây là nhà sau khi đã được lau và đã được lên đèn rồi ha, sáng bóng loáng luôn nha cả nhà. Lúc trước đó, nhiều lúc mình mệt, lười mà nhà thì dơ quá, hay nghĩ bụng ước gì mà có ông bụt hay bà bụt gì đó lau nhà giùm cho, thì nay các bạn không cần phải ước chi đâu nha, chỉ cần chịu khó chi là được à nha. Nhà mình thỉnh thoảng hay về quê thăm nội ngoại hay là đi du lịch gì đó thì trước khi đi mình thay nước cho robot và lấy dẻ chùi chân lên hết rồi mới đi. Đến hôm mà trước khi lên xe về lại nhà đó các bạn thì mình cầm điện thoại lên bấm play, về tới nhà là nhà cửa sạch sẽ rồi, cảm giác nó thoải mái gì đâu luôn ý. Còn các bạn thì đi làm, mình cài đặt 4 giờ chiều cho bạn ấy làm việc, về đến nhà mở cửa ra, nhà sạch sẽ thì bao mệt mỏi đều tan biến hết đó chứ. Mình khuyên mọi người là mua đi nha, rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn đó nha. Clip đến đây hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau nhé. Bye bye!